Hello anh em. Wow, cái này là buổi sáng nè anh em. Quay trắc nha. Khoảng 2021 đây. Thì có anh chủ đến từ Hưng Yên nha anh em. Đó. Làm cái gì? Cơ bản đây để đi du xuân đây. Thứ nhất là giải trí nha. Biến Margin Android nha anh em, không còn lắp màn. Hai cách mà xe này chủ chọn là biến Margin Android full giải trí nè. Đó. Đây cục đây. Đó, biến Margin Android bằng cục Android box đây anh em, 4 số 4 8 nhân. Cục này có gì? Rồi. Móc nè. Được móc S1 nè. Đó. Là định vị đây. Nghe nhạc chặng đường luôn luôn. Netflix này nha. Anh em có tài khoản đăng vô đây xem phim được luôn. Đánh ngắn cái YouTube và radio nha anh em. Đây. Tôi là Vũ Lanh đã mở YouTube và radio nha. Đây. Sim 4G xài hạ tầng của Vinaphone nha anh em. Ngày 3G vô tư đó. Đó, nhận xuân luôn nè. Đó. Tập Vũ Lanh nha, tăng giảm luôn nè. Lắp thêm cái cam nha anh em. Cam này T10 Pro mới ra này đây. Cam trước 2K, cam sau là Full HD nha anh em. Cam sau HD luôn. Đó. Cam này bao giá nha anh em. 2K tầm 2 cú xíu. Có cam 2K rồi, nét bao nét. Đó. Thêm cái đệm lưng cho anh em. Đó. Làm mừng đó trái qua bên sau nè, cho chớ con rồi. Ok. Giới thiệu sơ cam nha, đây. Cam trước 2K, cam sau là Full HD. Phía trước sau luôn. Có app Wi-Fi không nha anh em? Quay 170 ghi hình 2K sensor Sony bao bền bao nét. Ok, anh em có nhu cầu liên hệ Nghĩa Nhân Ô Tô nha.